Hello anh em, đây mình sẽ hướng dẫn anh em biết làm nào phân biệt được cá vàng khi đến đoạn sinh sản. Trong bể này là lẫn lộn được cái này. Thì nếu mà buổi sáng sớm anh em thức dậy mà thấy có những con cá nó đuổi theo con cá khác này, như bây giờ này. Đấy, đây đang đuổi theo con cá này. Thì đấy là cá đực đuổi theo cá mái, đấy là cách phân biệt dễ nhất. Là anh em chỉ cần nhìn thấy con nào bị đuổi thì là con mái, con nào mà đi đuổi thì là con đực. Còn có một cách phân biệt dễ hơn nữa thì như lại anh em nhìn cái tay bơi của con cá, đây ví dụ đây sẽ có một cái đốm, các cái đốm trắng, thì những con có đốm trắng đấy là con đực, còn những con như con này đấy không có đốm trắng ở tay, đốm trắng nó dần dần lên đấy thì sẽ là con cái. Ví dụ anh em mà thấy đoạn cá vàng đuổi nhau như này, thường nó chỉ đẻ buổi sáng sớm thôi, rất hiếm khi có con nó đẻ buổi trưa hoặc là buổi chiều tối. Thì anh em chỉ cần là có hai cách.